Thưa quý vị, nhiều tháng nay tại tỉnh Quảng Trị đã không xảy ra một trận mưa nào đáng kể khiến cho hệ thống sông ngòi, hồ đập nơi đây đều bị cạn khô. Mực nước trên các sông hồ đập xuống mức thấp kỷ lục. Chính điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc cấp nước sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân trên địa bàn. Theo tìm hiểu của phóng viên, trung bình mỗi ngày dòng sông này cung cấp khoảng 2.300 mét khối nước sinh hoạt cho thành phố Đông Hà và vùng phụ cận. Thế nhưng hiện nay, mực nước sông đã xuống mức báo động và thậm chí còn thấp hơn trung bình nhiều năm từ 1 tới 2 mét. Theo tính toán, nếu chỉ trong vòng 5 đến 7 ngày tới, trời vẫn tiếp tục không mưa, thì dòng sông này không còn nước để cấp. Trạng mà khô hạn đây thì đơn vị công ty nước là huy động tất cả cán bộ công nhân viên là phát động từ ngày mùng 5, tất cả là khoảng trên 100 người là huy động tới hôm nay, nạo vét kênh mưa. Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị đã tiến hành triển khai thông báo lịch cắt nước luân phiên đến khách hàng sử dụng tại khu vực thành phố Đông Hà và vùng phụ cận. Đồng thời khuyến cáo người dân thành phố cần có phương án dùng nước tiết kiệm. Mặt khác, hiện nay công ty cũng đang tìm kiếm các nguồn nước bổ sung tại một số hồ chứa gần khu vực để cấp nước cho thành phố Đông Hà, nhưng hiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn do các hồ chứa đều cạn kiệt nước. Nói chung thời gian gần đây là coi như là thường xuyên bị cúp nước, cho nên rất là khó khăn trong vấn đề là coi như sử dụng nước, vì khi sử dụng không có nước thì chúng tôi phải dùng giếng khoan. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị, hạn hán kéo dài đã gây thiếu nước sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân ở các huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng và Đông Hà. Việc thiếu nước sinh hoạt đã đang và sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của người dân trên địa bàn. Có thể nắng hạn còn kéo dài. Vì vậy khả năng cấp nước là sẽ không được toàn diện, không được bao phủ toàn diện ở thành phố. Và có thể nguy cơ là có thể sẽ phải chỉ cấp nước được khoảng 30%. Nắng nóng hiện nay vẫn tiếp diễn. Để tận dụng dòng nước còn lại của dòng sông, công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị đang tiến hành triển khai lực lượng nạo vét nhằm thu gom nước, bảo đảm cho trạm bơm cấp 1 hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, chuẩn bị sẵn sàng phương án máy móc, thiết bị, vật tư và huy động tối đa nhân lực 24/24 giờ, sẵn sàng phương án đắp đê giữ nước để bơm truyền, bảo đảm cấp đủ nước cho trạm bơm. Trong trường hợp không đủ nước do hạn hán kéo dài và thời tiết không có mưa, sẽ tiến hành cắt nước luân phiên giữa các khu vực cấp nước theo giờ.